Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Mở đầu là những tin tức sự kiện quan trọng của thủ đô trong tuần qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 6 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông. Đến dự tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông được thực hiện từ năm 2011 và cơ bản hoàn thành việc thi công xây dựng lắp đặt thiết bị vào cuối năm 2018. Cuối tháng 12 năm 2020, hoàn thành chạy thử liên động toàn hệ thống, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiệm thu hoàn thành dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy định và Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu đủ điều kiện bàn giao dự án đi vào khai thác. Để bảo đảm việc vận hành khai thác dự án an toàn hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt tiếp tục đôn đốc hoàn thiện công tác bảo hành, bảo trì dự án. Việc đưa dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông vào vận hành khai thác sau 10 năm đầu tư xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi thói quen giao thông công cộng, giảm ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuần qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi thực hiện nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Hà Nội báo cáo rõ một số vấn đề về việc đảm bảo y tế trong tình hình mới, vấn đề đi học và tiêm vaccine cho người già từ 50 tuổi trở lên, cũng như công tác chuẩn bị thuốc, dự phòng cơ sở điều trị. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 của Hà Nội đạt trên 92%, thành phố đã sẵn sàng công tác tiêm chủng cho trẻ độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, chuẩn bị khoảng 40.000 giường điều trị cho bệnh nhân F0 nhẹ, không triệu chứng. Hà Nội cũng dự kiến đến ngày 15 tháng 11 khi vaccine được phân đủ, thì ngày 20 tháng 11 sẽ phủ đủ mũi 2 với người già trên 50 tuổi tại thủ đô. Hà Nội đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về đánh giá cấp độ dịch tại cấp huyện, tỉnh, do hiện nay theo hướng dẫn mới thì chỉ có đánh giá ở cấp xã và nhỏ hơn. Ngày 5 tháng 11, lễ kích hoạt sự kiện Ngày không dùng tiền mặt năm 2021 đã diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những giải pháp hữu hiệu để đạt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tại sự kiện, đại diện các doanh nghiệp đồng hành đã chia sẻ những giải pháp, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang và dự định triển khai tại đơn vị, cũng như xu hướng và tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhằm đẩy mạnh doanh số tiêu dùng không tiền mặt. Đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành giám sát tiêu hủy lô nước hoa là hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không có đại diện chủ sở hữu tại Việt Nam, xác nhận bị thu giữ từ tháng 6 năm 2021. Tại kho hàng thuộc trụ sở đội quản lý thị trường số 14, toàn bộ số hàng hóa nằm trong diện tiêu hủy đã được vận chuyển xuống xe chuyên dụng để di chuyển ra địa điểm tiêu hủy tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Sau khi có kết luận của các đơn vị chức năng, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành phân loại hàng hóa trước sự chứng kiến của chủ hàng. Theo đó, số lượng hàng hóa sẽ phải thực hiện tiêu hủy do giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa không có chủ sở hữu đại diện tại Việt Nam xác nhận là trên 2.000 hộp, trị giá gần 8 tỷ đồng. Số lượng còn lại là hàng lậu đã được đại diện hãng xác nhận là hàng chính hãng sẽ tiến hành đấu giá để nộp ngân sách nhà nước. Cùng với việc bị tiêu hủy các sản phẩm giả mạo, chủ hàng cũng đã thực hiện đầy đủ việc nộp phạt theo quy định và chi trả toàn bộ chi phí tiêu hủy đối với lô hàng vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, xác định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra thị trường có trọng tâm, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian qua, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các sở ngành, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã được tăng cường và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm,
góp phần ổn định thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Cụ thể, trong tháng 10 năm 2021, các lực lượng chức năng đã thanh tra kiểm tra gần 1.400 vụ, xử lý hành chính 1.230 vụ, khởi tố 5 vụ đối với 9 đối tượng, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 tỷ đồng. Riêng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra và xử lý 101 vụ, phạt hành chính gần 2,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 12 tỷ đồng. Trong cái diễn biến dịch bệnh thì cái giãn cách xã hội rất là cao, do đó là cái việc lưu thông hàng hóa hầu hết là trên các website thương mại điện tử, giao nhận hàng hóa rồi là mạng xã hội, do đó là cái việc phát hiện đấu tranh rất là khó. Chúng tôi đã đề cao cái việc là phải phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn. Việc lưu thông hàng hóa diễn ra trên các sàn thương mại điện tử hoặc các mạng xã hội thì đối với các sàn thương mại điện tử là chúng tôi cũng có những cái hướng dẫn để làm sao động viên rồi hướng dẫn giúp đỡ những cái sàn thương mại điện tử đúng quy định của nhà nước để đảm bảo lưu thông trên cái môi trường online có chất lượng đảm bảo, không có hàng giả, không có hàng kém chất lượng, nhất là trong dịp này. Mặc dù công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố đã được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn diễn biến phức tạp. Các nhóm mặt hàng thường bị vi phạm là những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như mỹ phẩm, thực phẩm, các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19. Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào đấu tranh chống hàng giả trên môi trường mạng, kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục các chủ thể, chủ sàn giao dịch thương mại điện tử trên mạng xã hội. Với cái tình hình như thế thì lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường cũng đã họp, cũng đã chỉ đạo rất là sát sao đối với các đội quản lý thị trường. Ở đây thì tăng cường cái phối hợp với các cơ quan chức năng ở dưới địa bàn, đặc biệt là các lực lượng cơ quan công an, cũng như thể là các phòng kinh tế, cũng như là các sở ban ngành như sở công thương hoặc công an thành phố, cũng hải quan, thuế, kiểm tra và xử lý kịp thời. Hiện nay, thương mại điện tử là xu thế tất yếu của thời đại công nghệ, nhưng lại là thách thức lớn cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo các chuyên gia dự báo, trong khoảng 2 đến 3 năm tới, tỷ lệ gian lận thương mại trên thương mại điện tử sẽ chiếm khoảng từ 50 đến 60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Để khắc phục những vấn đề trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85 bổ sung sửa đổi một số điểm của Nghị định số 52 về thương mại điện tử. Với các quy định mới về quản lý hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể yên tâm hơn khi tiến hành giao dịch bằng hình thức mua sắm trực tuyến. Với cái bối cảnh của thương mại điện tử với những cái mô hình kinh doanh cũng như là những cái công nghệ mới, nó phát triển rất nhanh chóng và nó đặt ra những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng cần phải được bổ sung trong quy định pháp luật. Và do vậy là cái nghị định 85 đã được chính phủ ban hành nhằm tăng cường cái tính minh bạch của thông tin hàng hóa và dịch vụ trên cái môi trường thương mại điện tử, và cũng tiến tới cái việc là nhằm tăng cường cái sự bảo vệ đối với quyền lợi của người tiêu dùng. Cụ thể là những quy định bổ sung, ví dụ như là yêu cầu ở những cái hàng hóa dịch vụ được giới thiệu trên các nền tảng thương mại điện tử thì cần phải minh bạch rõ hơn những cái thông tin về hàng hóa. Ví dụ như là những thông tin bắt buộc phải có theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa chẳng hạn, đấy là những quy định được bổ sung. Và với những quy định rồi là kể về nguồn gốc, về xuất xứ của hàng hóa để giúp cho người tiêu dùng có những cái thông tin chính xác và cụ thể hơn trước khi mà ra quyết định mua hàng. Trong thời điểm cuối năm, thành phố cũng sẽ tập trung kiểm soát hoạt động vận chuyển trái phép các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19, lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, kinh doanh hàng giả và các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 389 thành phố sẽ chú trọng công tác quản lý tốt địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá và không bán đúng giá niêm yết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh, đồng thời thông tin tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cam kết không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, các cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp như triển khai thông tư của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, triển khai cấp sổ đăng ký lưu hành cho vị thuốc cổ truyền, thẩm định cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP, WHO cho các cơ sở sản xuất dược liệu, vị thuốc cổ truyền.
tại Hà Nội với mục tiêu bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người bệnh, đồng thời để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn, làm rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như việc kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo đúng quy định hiện hành, Sở Y tế Hà Nội đã tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố. Theo thông tư số 05 ngày 14 tháng 2 năm 2014 của Bộ Y tế, quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ động vật, thực vật hoặc khoáng vật. Vị thuốc y học cổ truyền hay còn gọi là vị thuốc đông y là dược liệu chế biến, bào chế theo lý luận của y học cổ truyền, được sử dụng để phòng bệnh và chữa bệnh. Để đưa vào sử dụng, chất lượng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, như đối với dược liệu theo các quy định dược điển hiện hành nếu có, hoặc theo tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị xây dựng. Trên bao bì, nhãn đóng gói cần phải tuân thủ quy định hướng dẫn ghi nhãn thuốc của Bộ Y tế. Cùng với việc phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, thì việc kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, nhất là đối với thành phố Hà Nội, là thị trường dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trung tâm phân phối lớn nhất của cả nước. Hà Nội là một cái trung tâm phân phối lớn, được gọi là lớn nhất của cả nước về dược liệu. Trong đó là cái trung tâm của trung chuyển các dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam qua các tỉnh trong cả nước. Trong năm thì chúng tôi cũng có nhận được các chỉ đạo từ các cái cơ quan của Trung ương như là Cục Y dược cổ truyền trong các việc là tăng cường các cái kiểm tra kiểm soát, và chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là tăng cường kiểm tra giám sát các cái chất lượng cũng như là lấy mẫu các cái dược liệu vị thuốc cổ truyền để đánh giá cũng như là xem xét cái chất lượng của dược liệu cũng như vị thuốc cổ truyền, để từ đó đưa ra những cái phương pháp cũng như là cái kế hoạch trong cái công tác quản lý cũng như là xử lý vi phạm đối với các cái cơ sở mà thực hiện không nghiêm túc các cái quy định của nhà nước về công tác quản lý, kinh doanh và sử dụng dược liệu cũng như vị thuốc cổ truyền. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội là đơn vị có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng và lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm để kiểm nghiệm chất lượng tại các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối và sử dụng thuộc tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện các hoạt động tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, nhằm đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn, làm rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như việc kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo đúng các quy định hiện hành. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Hà Nội đã tăng cường việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền lưu hành trên thị trường, chú trọng việc lấy mẫu đối với các dược liệu, vị thuốc có nguy cơ cao không đảm bảo chất lượng, từ đó tiến hành kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm. Kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, đặc biệt là với dược liệu, thuốc từ dược liệu và thuốc y học cổ truyền là một cái công việc thường xuyên được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội đã tăng cường trung tâm nhằm giám sát chất lượng thuốc trên thị trường. Đặc biệt đối với dược liệu thời gian gần đây có những cái tiến bộ nhất định về mặt chất lượng. Tuy nhiên, trung tâm cũng đã trong quá trình kiểm tra giám sát cũng đã phát hiện ra một số những cái thuốc không đạt chất lượng, không đảm bảo về chất lượng. Cái việc làm này nhằm giảm cái rủi ro cho những người bệnh, đặc biệt là làm tăng cường chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh và để đảm bảo sao là thuốc đưa vào cho đến tận tay người bệnh, đảm bảo về chất lượng và tăng cường và đảm bảo đúng cái hiệu quả điều trị cho người bệnh. Trong xu thế hội nhập và phát triển, các sản phẩm dược liệu, vị thuốc cổ truyền đang có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường Việt Nam cũng như thế giới. Việc sử dụng thuốc kém chất lượng sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, việc tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm đúng quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm tính pháp lý, phân loại được cơ sở lấy mẫu theo hướng dẫn của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và tình hình thực tế đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn kịp thời thuốc kém chất lượng, tránh lưu hành rộng rãi trên thị trường. Thế nhưng, đến nay công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cái dược liệu cũng như vị thuốc cổ truyền nó khác với các cái thuốc hóa dược, bởi vì là thuốc hóa dược thì rõ ràng nó có các cái tiêu chuẩn rất là cụ thể cũng như được bao gói đến các cái đơn vị đóng gói nhỏ nhất. Đối với dược liệu vị thuốc cổ truyền khi mà sản xuất cũng như nhập khẩu là dựa trên các cái phương pháp y học cổ truyền, các cái lý luận y học cổ truyền để sản xuất, và cái đóng gói của dược liệu vị thuốc cổ truyền thì nó cũng có các rất nhiều quy cách. Vì vậy là trong cái quá trình bảo quản cũng như là quản lý các cái chất lượng từ các cái cơ sở sản xuất cho đến tay người tiêu dùng là một cái vấn đề mà chúng tôi cảm thấy là rất khó khăn.
Nếu như mà trong cùng một từng một công đoạn mà không đảm bảo các cái tiêu chuẩn về GPS thì có thể dẫn đến các cái điều kiện như là ví dụ như là độ ẩm hay là nấm mốc vân vân có thể phát sinh trong cái quá trình mà bảo quản của các cái cơ sở phân phối cũng như là cơ sở sử dụng. Vấn đề chất lượng dữ liệu này là vấn đề rất lớn đối với mảng y học cổ truyền Việt Nam. Trong y học Việt Nam có hai mảng, đó là mảng y học hiện đại và y học cổ truyền. Trong đó mảng y học cổ truyền thì vấn đề dược liệu được quyết định hiệu lực là rất quan trọng. Vấn đề chất lượng dữ liệu hiện nay thì chúng tôi cho rằng là cả xã hội đều rất quan tâm, bởi vì nó quyết định hiệu lực trị bệnh. Mà chất lượng dữ liệu hiện nay liên quan đến phần về cung ứng vật liệu. Hiện nay Bộ Y tế, Cục Y dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược và tất cả cơ sở y tế về quản lý nhà nước thì đều quan tâm. Nhưng vấn đề giải pháp thì chúng tôi cho rằng là những giải pháp chưa thật đồng bộ và chưa có giải pháp thích đáng. Theo các chuyên gia, để kiểm soát chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền thì chỉ riêng các cơ quan quản lý nhà nước là chưa đủ. Bởi đây vốn là một thị trường phức tạp, khó kiểm soát hết. Bản thân các cơ sở kinh doanh, lưu hành và sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền cần chủ động kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng cũng như yêu cầu quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền trong quá trình kinh doanh, lưu hành và sử dụng. Đơn vị này là một trong những đơn vị kinh doanh, cung cấp dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại thị trường Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, đơn vị này đã chủ động đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc sản xuất, lưu hành và kinh doanh các loại dược liệu, thuốc cổ truyền như kho bảo quản đảm bảo đủ diện tích, thông thoáng, an toàn, thuận tiện cho việc xuất, nhập và vận chuyển. Các khu vực như khu vực tiếp nhận, khu vực bảo quản, khu vực biệt trữ, khu vực xuất dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền được bố trí hợp lý, thuận tiện cho công việc. Các trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, bảo quản được hiệu chuẩn định kỳ, kiểm soát độ ẩm theo quy định. Đơn vị cũng có đầy đủ các loại giấy CO, CQ, chứng minh nguồn gốc cũng như kiểm định chất lượng sản phẩm. Thực trạng hiện nay trên thị trường, các sản phẩm dược liệu, vị thuốc cổ truyền trôi nổi rất là nhiều và các dược liệu làm giả tràn lan trên thị trường. Việc kiểm tra kiểm soát là vô cùng quan trọng. Việc kiểm tra kiểm soát thì đảm bảo được nguồn gốc cũng như là chất lượng dược liệu khi mà đưa ra bên ngoài nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Cùng với đó, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dược liệu, vị thuốc và thuốc cổ truyền cần kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu làm thuốc trước khi đưa vào sản xuất, chất lượng thuốc trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường. Đặc biệt, đối với các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng dược liệu, vị thuốc và thuốc y học cổ truyền trên địa bàn Hà Nội, cần chủ động trong kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền khi xuất nhập và sử dụng. Bởi đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhằm kiểm soát chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Một trong những cái yếu tố mà quan trọng nhất đối với dược liệu đó là việc mà xác định rõ nguồn gốc của dược liệu. Cái việc này thì ngoài cái việc mà những cái hồ sơ sổ sách theo những cái quản lý theo cái GPS thì cái việc mà kiểm soát đúng cái nguồn gốc nơi mua, nơi nhập khẩu và kiểm soát được đúng về mặt chất lượng của dược liệu thì bắt buộc phải qua những cái phòng thí nghiệm có đạt những cái tiêu chuẩn và trên cơ sở phân tích các cái thông số kỹ thuật, các cái tiêu chuẩn, các cái chỉ tiêu theo dược điển và theo các cái tiêu chuẩn của các vị dược liệu thì mới đáp ứng được là đánh giá được về đúng về mặt chất lượng của dược liệu. Có thể thấy, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, làm rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như việc kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo đúng quy định hiện hành, tránh những rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn, gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.